Em mến chào cô chú và anh chị nè, lại là cô Năm miền Tây đây. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ với cả nhà ha, trứng nướng. Nhưng mà trứng nướng đặc biệt nha cả nhà. Bây giờ em sẽ đi tìm bùn nè. Rồi chúng ta sẽ bịch hết cái phần trứng này rồi nướng nha. Xin mời cả nhà cùng theo chân em nhé. Giờ em sẽ đi lấy bùn nha cả nhà. Trời lúc này là rất nắng mà cả nhà. Đây là cái lối đi ra gò nhà em nè. Đây là vườn mướp nè cả nhà. Hôm bữa em chia sẻ món mướp là hái mướp ở đây đó cả nhà. Vườn mướp rất là rộng nè. Nhiều trái lắm cả nhà. Nhiều bùn nè. Bây giờ em sẽ lấy bụng. Trời. À, trứng rớt. Để nghỉ rớt không ta? Đắp mỏng mỏng nhưng lát mình nướng dễ nè. Đắp dày quá không biết nướng nào xong. Ông làm có hết hồn vậy muốn. Dạ. Rồi được một quả trứng. Nhìn đi. Thôi đừng quay nữa. Ủa con quay không? Mẹ chơi mà quay chưa? Ủa anh em muốn không đi làm không? Không làm, ta khi bữa nay làm mà ta làm mấy cài chơi cài. Mấy cài lại ta cũng cài rồi ta mới cài. Ông Út ăn trứng nướng bùn chưa ông Út? Có chứ, trứng vịt nướng bùn. Mình ngủ nữa. Ừ. Hồi đó đi mình ngủ lụng mình chứ nướng gom á. Lát con làm món này nè. Nắng nắng như cái để trong gom á. Ừ. Gom mà làm con gom để tủ rồi đấu. Chín nó chờ mau chín á. Ăn thử thì ngon không? Mà nhiều khi có cái mùi than cái ngon chứ. Ngon. Ngon hơn ruột chứ. Nguyên cát mà. Hồi xưa là gà toàn là ăn nướng không ha. Gà nướng vậy không chứ bộ. Hồi xưa trời người ta ở ngoài ruộng mấy người là mà ta giữ vịt ở ngoài ruộng đó, vịt ta cũng để cho đất cho nhiều á. Ừ. Cho nhiều người ta nướng. Mấy người ta ăn vịt em ta làm vậy. Ông Út con làm gì dày quá không Út? Hả? Làm gì dày có làm sao không Út? Dày dày thì tốt sao? Ủa dày thì tốt hả? Nó nóng bền hơn. À vậy hả? Cái độ nóng hơn. Nóng nằm hoài vậy. Mình tưởng đâu dày là lâu chín chứ. Mà trứng này nó cũng dễ chín mà ha. Độ nóng hỏng hơn ạ. Cái lắm là cái dụng cái mình lấy đồ mình cạo. Ừ. Cạo cái khác nó dớt cái thơm lắm. Rớt cái dãy ngang dãy nó khác thôi, cái da nó là cái khác. Bữa mùng 10 là người ta nướng ngàn rơm á. À, mùng 10 là cúng thịt lệ. Bữa đó cúng thịt lệ đó. Dạ chưa rồi cũng vậy đó. Cũng về theo nó tổ chức thì xưa. Ông bà xưa khổ lắm biết không. Ừ. Không có mà rồi. Nói lời dữ chân. Hoàn thành để mẹ đi rửa tay cái đó. Ta mới nướng. Rồi vậy là xong 10 trứng rồi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ đi vô nướng dơm nha. Này là nhãn lồng nha cả nhà. Ta gọi tùm bao á. Ngon quá. Hồi đó đi học rồi ăn này không á. Đi dọc đường mà thấy cây nè phải dừng lại hái ăn. Đi thôi. Bây giờ em đi lấy rơm nha cả nhà.
Rồi này là của ông anh em nè, lát thôi chị ông ra ông dí ông quýnh em nè. Để trứng ở dưới đây nè. Sau đó chúng ta tủ rơm lên. Đốt từ từ nha cái nè. Lửa cháy quá trời luôn. Lúc này là vẫn còn nắng nha. Rồi bây giờ em sẽ hái ớt nha. Ớt chúng ta sẽ làm nước chấm nè. Được dưới đây nè cả nhà. Đây có trái chín nè. Ở đây em đã chuẩn bị nè, một muỗng muối và một muỗng muối hột nha cả nhà, với một muỗng đường. Bây giờ đâm tỏi ớt, đâm với lại ớt nè. Ớt này là ớt xim xanh. Mình sẽ làm nước chấm nha. Rồi, cả nhà sẽ nặn chanh vào đây nha. Rồi được rồi. Rồi sau đó chúng ta khuấy lên nha. Rồi đây là nước chấm nha cả nhà. Rồi bây giờ em mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà nha. Đó có chuyện nói nhỏ chứ chứ đừng nhỏ chứ. Âm lượng. Rồi ăn đi. Cái gì vậy? Dạ, hơi dừa tay ạ. Đúng quá. Thôi rồi ta. Ê, đất không em vô, em vô em rửa cho sạch một chút cả nhà, cho dễ bóc nè, nó dính đất. À, trứng này hồng đào, cái này gõ hả? Vừa chín tới rồi cả nhà, chứ không có chín lắm, vừa chín tới hồng đào ăn vị ngon, nghĩa múc vừa ra. Nè cả nhà. Mời cả nhà nha. Lát mà lại kia lấy cái trái gì hấu ăn không? Dạ. Để vô. Để chỗ gần bờ kinh. Để chỗ gần bờ kinh lát đi chồng. Trứng nhỏ. Coi chừng là trứng ấy á. Trứng nhỏ là trứng muối á, vịt muối cũng phấn á. Cái trứng này trứng gì? Không được.
cho mấy ao lấy giùm mẹ cái trái dưa hấu ơi, để trái dưa hấu chồng ơi, đực quá trời muốn ăn dưa hấu sao đó ấy lên đâu dính gì đâu, em xin lỗi cả nhà nha. Trời ơi trái này chín quá. Mày để thằng mấy ao quá. Lấy cho mẹ cái muỗng không nghe Lam. Muỗng để chỗ cái rổ á, gần cái cầu á. Cái này ăn hai trứng là no. Cái gì vậy? Nhưng mà cười chi, lấy con dao chi à? Để cắt ra. À, xin lỗi vậy sống ăn. Ở đây luôn. Em đây. Nực quá trời, ăn miếng dưa hấu cho nó dễ. Bớt nực coi, nực quá. Nãy có lụm cái gốc ngay chỗ ao không? Ngon quá. Nước chấm ngon không? Ngon nhưng mà hơi cay. Cay vậy mới đã. Rồi đập vô đồ gói chứ nè. Ăn giữa cánh đồng thì ngon cả nha. Ăn mới hai trứng no. Một đống tro của ai để đây? Chứ không đi chị. Thôi. Thôi. Rồi. Ăn hết nổi rồi cả nhà ơi. Thôi em xin dừng video tại đây nha. Em xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau nha.